Hello hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Kiêu Mô Ca và tiếp tập 6 của truyện cửu thế phản phái, nữ chủ tập thể hắc hóa thôi nào. Tập 7 Giang thần đến đan phong thời gian, bởi vì phong chủ đan phong trường kỳ ra ngoài nguyên nhân, toàn bộ đan phong đã loạn là một đoàn, chấn kinh, kêu sợ hãi, sợ hãi thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều đệ tử hoảng hốt theo thượng quan trốn xuống, nữ đệ tử gấp che quần áo, trong mắt rưng rưng nam đệ tử hành động quái dị, tại chạy trốn đồng thời thì sờ lấy chính mình PG, mông, lớn tiếng giận mắng. Thời gian, Giang thần còn nghe thấy được một chút linh thú chim tiếng kêu thảm thiết, không khỏi mơ màng tha răng không, huyết sáu, hai tay gối đầu, hắn chậm rãi hướng đan phong thượng quan đi đến. Nếu là trước kia, hắn mới xuất hiện tại chân núi, liền sẽ bị người chú ý, từ đó thông báo toàn bộ đan phong nhưng hôm nay tất cả mọi người bận chạy trốn ai cũng không suy nghĩ quan tâm là vị nào dũng sĩ cũng dám hướng lên phong chảy rất nhanh giang thần liền đến chỗ cần đến thượng quan là đệ tử đan phong trưởng lão cùng đan phòng chỗ tồn tại đi đến ngày đều là người người nhốn nháo đan hương từng trận nhưng hôm nay chấm liếc nhìn lại đều là một mảnh hỗn độn cổ thụ bị người nhổ tận gốc ngã vào trên đất lá cây vẩy nhánh cây bẻ gãy thân cây càng là có rõ ràng động sâu trên mặt đất gạch đá giống như bị như đóng cọc đồng dạng có thể thấy được lớn nhỏ độ sâu giống nhau hố đủ loại động vật chạy trốn tứ phía mặc dù hình thái khác nhau nhưng đều bị rút đi lông vũ hoặc là da lông trong tầm mắt chỗ đều có thể gặp rất nhiều chất lỏng màu vàng tản mát ra từng trận gây mũi mùi thối có lẽ xác nhận có người sợ tè ra quần giang thần một mực cảm thấy chính mình là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người nhưng tình cảnh này vừa mát Hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong, cảm khái một câu, nghiêu bước, hoàn mỹ phẩm chất vệ tâm hồn mị đan, mặc dù sẽ để người cả người lẫn vật không phân, nhưng cái này nhưng không bao hàm những vật khác, cái này cũng gián tiếp chứng minh, nội tâm của Mã Ngô có lẽ sớm có loại này ý nghĩ. Rõ ràng, cái gì thảo mãng anh hùng, vong linh kỵ sĩ cùng Mã Ngô so sánh, đều yếu bảo. Giang thần tiếp tục hướng phía trước, ngươi không cần tới a, à, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? ta chỉ là tới đưa thuốc tài. Mã trưởng lão, người bình tĩnh chút ít, người nhìn kỹ một chút, ta thế nhưng nam nhân, mã ngô, người quả thực buồn cười, nhanh buông xuống kiếm của ta. Vỏ kiếm cũng không được, chấm than ngoặc kép, từng trận kinh hô lại khó có thể tin thanh âm, từ tiền phương truyền đến. Giang thần tăng nhanh bước chân, rất nhanh, ôm lấy vỏ kiếm sống chết không buông tay, một mặt hưởng thụ mã ngô, cuối cùng đập vào mi mắt, cái này cũng được chấm than ngoặc kép giang thần trợn mắt hốc mồm hắn lần nữa đổi mới tam quan có lẽ là hình ảnh quá hiếu kỳ nguyên nhân cái kia vây quanh mã ngô mấy tên chấp pháp đường đệ tử cũng là chố mắt ngoác mồm một tên lão ẩu một tên đan phong nam đệ tử thấy thế thừa cơ muốn chạy nhưng bọn hắn vừa mới từ dưới đất bò dậy một cỗ nguyên đan tu sĩ đặc hữu khí tức theo mã ngô trên mình bắn ra lại đem hai người gắt gao cho ấn trở về gặp mã ngô vứt xuống vỏ kiếm tại phát ra cười quái dị đồng thời hướng chính mình đi tới tên kia đan phong nam đệ tử kêu cứu các ngươi không phải chấp pháp đường người sao còn không mau cứu ta đây đều là lần thứ 10. chấm than ngoặc kép nghe vậy chấp pháp đường đệ tử tình thế khó xử không phải bọn hắn không muốn cứu mà là không làm được a à, bọn hắn mới vừa vào chấp pháp đường đều chỉ là nguyên đan sơ thành tu vi lại vừa mới tiếp xúc kiếm đạo Mã Ngô tuy là Đan Phong trưởng lão, nhưng dù gì cũng là nhân nguyên tu vi, lúc này lại mất tâm trí, Đan Hỏa bảo tàu, vạn nhất đánh không được. Chấm, cô, một tên chấp pháp đường đệ tử liếc nhìn trên mặt đất vỏ kiếm của chính mình, chật vật nuốt nước miếng một cái, Giang Thần, Cửu Phong đại sư huynh, cầu ngươi cứu lấy ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đệ tử Đan Phong lại hướng Giang Thần nói, Giang Thần, nghe vậy, chấp pháp đường chúng đệ tử nháy mắt cảnh giới lên bởi vì vừa mới hình ảnh quá kinh dị bọn hắn giờ phút này mới phát hiện bên cạnh nhiều một đạo thân ảnh màu đen giang thần ngươi tới làm gì một chấp pháp đường đệ tử chất vấn xem kịch a à, giang thần trả lời lập tức mọi người đồng thời im lặng trong chốc lát chấp pháp đường đệ tử lại là ánh mắt sáng lên giang thần mặc dù hành vi không ngay thẳng nhưng thiên phú tu luyện mọi người vẫn là công nhận chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là nguyên đan sơ thành tu vi nhưng nếu thật sự là động thủ, riêng là lấy ra giang ra những cái kia đồ tốt, cũng có thể đem mã ngô tươi sống đập chết. Nói cách khác, từ hiện tại tới nhìn, giang thần là duy nhất có thể ngăn lại mã ngô hung ác người. sư huynh, mã ngô đã điên rồi, còn mời sư huynh xuất thủ cứu vãn đan phong. cầm đầu chấp pháp đường đệ tử nói, không vội, đan phong không phải còn có các trưởng lão khác ư? giang thần lắc đầu, gấp, rất gấp. Chấp pháp đường đệ tử lại nói, đan phong mỗi trưởng lão tu vi đều cùng mã ngô ngang tài. Những trưởng lão này lo lắng vạn nhất thất bại, hậu quả kia. Chấm, ngươi biết, nói trắng ra, liền là toàn bộ chạy thôi, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của Giang Thần. Nhún vai phía sau, Giang Thần vẫn như cũ cự tuyệt ta há có thể mới một phong trưởng lão xuất thủ, toàn bộ cửu diễn tông người nào không biết, ta Giang Thần là nhất tôn sư trọng đạo người chấm than ngoặc kép thật không biết xấu hổ mọi người đồng thời trong lòng chửi bậy các ngươi đó là cái gì ánh mắt vậy ta đi sắc mặt giang thần nghiêm túc đừng nga à, cầm đầu chấp pháp đường đệ tử nói phi thường thời gian đi phi thường sự tình còn nữa ta cũng không phải là để ngươi giết mã ngô mà là đem hắn bắt là đủ mã ngô là cửu diễn tông số lượng không nhiều lục phẩm đan sư cũng không thể chết cái này vẫn không thể chết trong lòng giang thần chế nhạo quả nhiên cửu diễn tông những cái này tự xưng lạc, chính nghĩa chi sĩ, người chỉ biết nhìn mình chằm chằm không thả, gặp chấp pháp đường đệ tử lại nghĩ thuyết phục, giang thần phất tay cắt ngang, được rồi, muốn để ta xuất thủ cũng không phải không được, bất quá đi. Chấm ngoặc kép, bất quá, chấp pháp đường đệ tử truy vấn, quỳ xuống, cầu ta, hành động phù hợp phản phái người thiết lập, ban thưởng, cổ kiếm một thức, phá thiên, lời vừa nói ra chấp pháp đường chúng đệ tử sắc mặt đột nhiên chìm để bọn hắn cầu giang thần khả năng ư bọn hắn đại biểu là tông môn môn quy mà giang thần lại là tông môn bại hoại điển hình liền như là trắng cùng đen nước cùng lửa làm sao có khả năng hướng đối phương quỳ xuống tính toán thời gian việc này trưởng môn có lẽ biết được lại tại trên đường chạy tới các ngươi nói trưởng môn đến đây phía sau phát hiện chấp pháp đường đệ tử lại cố kỵ bản thân an ủi mặc cho mã ngô càn quấy, các ngươi sẽ phải gánh chịu cái gì xử phạt. Giang thần cười tà nói, nghe vậy, chúng đệ tử trong lòng giật mình, nếu theo môn quy, chỉ ít cũng sẽ bị đuổi ra chấp pháp đường. Mọi người đều biết, chấp pháp đường hiện tại từ lý pháp độ thay mặt tay. Các ngươi để hắn tại trước mặt trưởng môn mất mặt, lại gặp phải cái gì? Giang thần hỏi, chúng đệ tử lòng dạ biết rõ, trưởng môn liền là có muốn đề bạt lý pháp độ để cái sau trở thành chấp pháp đường đường chủ ý nghĩ cho nên mới lựa chọn giao quyền lý pháp độ tại trước mặt trưởng môn mất mặt liền mang ý nghĩa mất đi loại khả năng này đến thời gian sao lại tùy tiện thả bọn hắn đàn phong xảy ra chuyện lớn như vậy mã ngô lại điên rồi các ngươi nói cái kia ai tới cõng nồi đây giang thần lại hỏi lời vừa nói ra chúng chấp pháp đường đệ tử bỗng cảm giác không ổn rõ ràng bọn hắn hành sự bất lực cố kỵ bản thân an nguy tuyệt đối là tốt nhất cõng nồi nhân tuyển còn mời sư huynh xuất thủ. Cân nhắc lợi hại phía sau, chúng đệ tử cuối cùng đồng loạt quỳ xuống đất, giang thần vừa ý cười một tiếng, liếc qua xa xa thủ phong, hắn biểu tình lạnh giá hướng mã ngô đi đến. Thời khắc này mã ngô vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình, không chút nào biết chính mình đã là tính mạng nơi cửa. Mã ngô, chúng ta sổ sách, cái kia rõ ràng. Cầm trong tay viêm huyết long kiếm, giang thần tiếng như lấy mạng ác quỷ. Hắc hắc, hắc 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 chấm ngoặc kép mã ngô trong miệng không ngừng phát ra cười quái dị cái kia nhìn kỹ đệ tử đan phong hai con ngươi không ngừng có phấn hồng quang mang lướt qua gặp giang thần cầm kiếm mà tới đệ tử đan phong như được đại xá lần nữa dãy giụa đứng dậy phía sau dùng hết toàn lực hướng xa xa chạy trốn con mồi đào tàu, mã ngô như có chút ít không thích dày đặc thở ra một cái hơi nóng phía sau thể nội đan hỏa ngưng tụ thành rắn bộ dáng liền hướng đệ tử đan phong đánh tới Giang thần không cứu được người ý nghĩ nhưng bất đắc dĩ hỏa xà đồng dạng hướng phương hướng của hắn chạy tới. Bạch, trong tay viêm huyết long kiếm huy động, chỉ là huyết quang lóe lên, mấy đạo hỏa xà liền bị chém rụng đầu, tiêu tán tại không trung. Như vậy tình huống, dù cho là mất tâm trí, mã ngô cũng là sững sờ. Nhưng cái này tại nháy mắt, khi nhìn đến giang thần thời khắc đó, hắn lại bên miệng truyền ra nước miếng, giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo phát ra càng thêm sắc bén, hắc hắc, âm thanh hắc muội ngươi, giang thần lập tức cả người nổi da gà lên, viêm huyết long kiếm lần nữa huy động, thân kiếm huyết quang đại thịnh, tại nguyên khí thôi phát phía dưới, một đạo trưởng rộng huyết sắc kiếm khí, theo thân kiếm nhanh chóng bắn mà ra, chỉ nghe, siêu, một tiếng, cái kia cấp tốc lao đi kiếm khí, lại dẫn đến bốn phía tất cả linh kiếm rung động, chỗ đến, không khí cắt chém, gạch đá vỡ vụn, một cỗ nóng rực khí tức từ kiếm khí mà phát, nháy mắt quét sạch bốn phía kiếm khí cuốn theo bốn phía linh lực, lớn mạnh bản thân. Chẳng qua là trong khoảnh khắc liền do lúc đầu một trường, khuếch trương tới hai trường, ba trường, chấm, tại đến mã ngô trước mặt thời gian, kiếm khí đã có mười trường, đã là huyết sắc chiếu thiên. Kiếm đạo tiểu thành, kiếm khí hóa hình, chấm than ngoặc kép, chấp pháp đường đệ tử thay thế, lập tức lên tiếng kinh hô. Bởi vì giang thần là chấp pháp đường, đặc thù, quan tâm đối tượng, vì vậy đối với tư liệu của hắn, chấp pháp đường người đều hiểu rõ vô cùng. Dù cho là chấp pháp đường Tân Tấn đệ tử, cũng biết Giang Thần mặc dù thiên phú vạn người không được một, nhưng tại Nguyên Đan bị phế thời gian, hắn kiếm đạo tu vi lĩnh ngộ cũng mất quá là vừa mới nhập môn, đến lấy được kiếm tâm mà thôi. Nhưng giờ phút này, không ngờ luyện thành kiếm khí, đạt tới kiếm đạo cảnh giới tiểu thành. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương a, à. cần biết, giờ phút này khoảng cách Giang Thần Nguyên Đan bị phế, còn không đủ tháng mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trực tiếp theo kiếm đạo nhập môn trở thành tiểu thành chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đặc thù kiếm đạo thể chất thiên kiêu đi càng khoa trương hơn là bình thường kiếm khí không có như vậy khoa trương như ta đoán không lầm cái này trong tay giang thần chuôi kia huyết kiếm sợ là cực phẩm linh kiếm đứng đầu chấp pháp đường đệ tử một mặt hâm mộ nói đệ tử còn lại cũng là thèm thuồng không thôi đây chính là cực phẩm linh kiếm thượng tứ cảnh kiếm tu mới có thể có linh khí. Chấp pháp đường trưởng lão lý pháp độ quanh năm luyện kiếm, một thân tu vi khoảng cách thượng tứ cảnh cũng chỉ kém một bước nhưng hắn linh kiếm cũng bất quá là thượng phẩm, chật chật, không hổ là phong lăng giang gia thiếu chủ, thân gia liền là không giống nhau. Một tên chấp pháp đường đệ tử vừa chua nói, trái lại mã ngô, tâm trí đã mất dưới tình huống, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì chấn kinh thế nhưng cách mình càng ngày càng gần huyết sắc kiếm khí như cũ để hắn bản năng cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Không còn cười quái gì, một tiếng bị điên cuồng hống phía sau, trong cơ thể hắn đan hỏa toàn bộ thoát ra, xen lẫn một chút phấn hồng chi khí, ngưng kết thành như người trưởng thành to bằng bắp đùi trắng hỏa xà, cắn một cái tại huyết nhận bên trên, nhưng cái này, bất quá là phí công, hỏa xà xuất hiện, vẫn chưa đối huyết sắc kiếm khí tạo thành bất luận cái gì lực cản một giây sau sinh hỏa già tại dãy giụa bên trong bị chặt thành hai đoạn chỉ là thoáng chớp mát huyết sắc kiếm khí liền xuyên qua mã ngô thân thể a à, mã ngô hoặc sợ gào thét hắn cái kia còn sót lại cánh tay trái kèm thêm lấy phân nửa bên trái thân thể cùng chân trái lại bị trực tiếp lột bỏ trong lúc nhất thời huyết dịch phun thế giới toàn màu đỏ tươi thương thế như vậy nếu là hạm tứ cảnh tu sĩ tất nhiên sẽ trực tiếp chết thảm nhưng nguyên đan tu sĩ lại có thể dựa vào nguyên đan bên trong nguyên khí, cưỡng ép cho chính mình kéo dài tính mạng, nhưng dù cho như vậy, Mã Ngô như cũ thẳng đứng ngã xuống đất, không còn có bất luận cái gì năng lực hành động, thấy thế, Giang Thần cầm kiếm chậm rãi hướng về phía trước. Hắn biểu tình lạnh lùng, âm thanh lạnh giá vang vọng bốn phía, cực phẩm linh kiếm chính xác không tốt khống chế, bằng không vừa mới một kích kia phía dưới, dù cho ngươi là nhân nguyên tu vi, cũng chắc chắn sẽ trực tiếp chết. Hắc hắc, hắc 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 chấm ngoặc kép, dù cho hơi thở mong manh, mã ngô vẫn tại phát ra cười quái gì. Giang thần lắc đầu, tầm mắt trên cao nhìn xuống, hơi nghiêng, hắn đem viêm huyết long kiếm mũi kiếm, chống đỡ mã ngô nơi tim, ta nói, hắc muội ngươi, chấm than ngoặc kép, phát giác được giang thần động sát tâm, chấp pháp đường chúng đệ tử cố ý ngăn cản, lại ai cũng không dám mở miệng, bởi vì, giang thần trên mình sát ý, quá khiếp người, để người hoảng sợ. Chấp pháp đường chúng đệ tử lo lắng như giờ phút này mở miệng ngăn lại, giang thần sợ rằng sẽ ngược lại đối bọn hắn động thủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, giang thần chậm chạp dùng sức, trong tay viêm huyết long kiếm từng bước đâm vào ngực mã ngô. mãnh liệt khổ sở, để mã ngô cũng không cười nổi nữa. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều, đan dược hiệu quả hơi có yếu đi nguyên nhân, trong mắt của hắn lại khôi phục một tia thanh minh, giang thần, chấm than ngoặc kép, mã ngô hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ bị người phản bội tư vị như thế nào? Đan dược kia ăn ngon không? Giang thần híp mắt hỏi, nghe vậy, vừa mới làm sự tình, toàn bộ tại mã ngô trong đầu hiện lên. Hắn vốn cho rằng, giang thần cho hắn ăn phệ tâm mị hồn đan, xác nhận tầm thường phẩm chất cuối cùng hoàn mỹ phẩm chất tại thượng vực cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng kết quả, chấm, gian nan quay đầu, mã ngô nhìn về phía sau lưng chỗ không xa. Nơi đó nằm một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể chính là hắn vị kia tuổi nhỏ đồ đệ. Theo tử trạng tới nhìn, vì là không chịu nhục nổi, cuối cùng tự sát mà chết. Giang thần, ngươi còn có nhân tính ư? Chấm than ngoặc kép, mã ngô dùng cuối cùng khí lực, điên cuồng quát, nhân tính, giang thần lắc đầu, thứ này, cửu thế lặp lại luân hồi, hắn vẫn luôn có. Dù cho là một thế này quyết tâm làm cái phản phái, hắn vẫn có. Nhưng đối với mã ngô loại này, lấy muốn diệt trừ chính mình là mục tiêu người, hắn lại không có. Quả thật, lần này vì lấy cái giá thấp nhất chơi chết mã ngô, giang thần chính xác liên lụy không ít người. Nhưng những người này, lại có mấy người vô tội, cử thế luân hồi lặp lại, bọn hắn chỉ dựa vào bản thân chán ghét chỗ áp đặt tại giang thần trên mình khổ sở, tuyệt đối so giờ phút này thừa nhận muốn thêm ra không biết gấp bao nhiêu lần. Nói thí dụ như mã ngô vị kia tuổi nhỏ đồ đệ. Người này mấy thế liền là nghe theo mã ngô mệnh lệnh, hết lần này đến lần khác lừa giang thần ăn vào độc đan coi như bị nhìn thấu hắn cũng chỉ sẽ nói một câu đây đều là sư phụ bức ta làm phía trước mấy đời giang thần cũng không có cùng hắn tính toán cuối cùng hắn thấy vị kia tuổi nhỏ đồ đệ chính xác là thân bất do kỳ nhưng rất nhiều dưới đời tới hắn mới phát hiện trọng điểm vị kia tuổi nhỏ đồ đệ sợ chính mình nguyên cớ cũng muốn để hắn chết tuyết lở thời gian không có một mảnh hoa tuyết là vô tội có thể lấy ra vài mảnh hoa tuyết thứ lỗi cái này đã là ta lớn nhất nhân tính giang thần lẩm bẩm nói nhỏ giang thần mau dừng tay chấm than ngoặc kép một đạo hùng hậu tiếng gào thét bỗng nhiên từ phía sau vang lên đôi cái này giang thần mắt điếc tai ngơ tàn nhẫn cười một tiếng phía sau cánh tay hắn dùng sức huyết kiếm đột nhiên đâm xuống Phốc phốc huyết kiếm nháy mắt xuyên thủng mã ngô trái tim máu tươi phun ra dù cho tại điểm cuối của sinh mệnh một khác mã ngô như cũ nguyền rủa nói ngươi ngươi không được chết tốt, ân, chính xác sẽ không được chết tốt, cuối cùng kiểu chết này, ta đã chết qua 9 lần. Ở trong lòng nói nhỏ đồng thời, giang thần rút ra huyết kiếm, đưa tay lau tung tóe đến trên gương mặt huyết dịch, sau đó nhếch mép cười một tiếng. Tình cảnh này vừa mát, một đám chấp pháp đường đệ tử, chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu. Chấm, cùng một thời gian, lý pháp độ thân hình xuất hiện, lạnh giọng chất vấn, vừa mới ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? chấm than ngoặc kép há xin lỗi giang thần híp mắt cười nói ta chính xác không nghe được phế vật lời nói càn rỡ chấm than ngoặc kép lý pháp độ giận tím mặt thân là chấp pháp đường trưởng lão hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bị đệ tử mắng thành phế vật huống chi tại rõ ràng sau khi nghe lời của mình giang thần lại vẫn dám ngay ở mặt của hắn giết người dựa theo môn quy nhất định cần trừng phạt nhắm lại đôi mắt lý pháp độ sờ về phía sau lưng cổ kiếm khí tức từng bước trèo lên nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ bởi vì một đạo cực kỳ băng lãnh khí tức giờ phút này chính giữa tập trung vào hắn cử phong chủ vừa mới ngươi cũng nhìn thấy giang thần ở trước công chúng hành hung việc này như không truy cứu môn quy ở đâu lý pháp độ quay đầu hỏi thăm trước mọi người hành hung tiêu hồng y cười phản bác ta chỉ thấy mã ngô mất đi tâm trí chấp pháp đường đệ tử không dám lên phía trước mà đồ nhi này của ta lấy thân đi hiểm chém giết mã ngô cứu vãn đan phong mọi người bảo trì tông môn danh dự mã ngô mặc dù điên cũng là lục phẩm luyện đan sư đối tông môn rất có cống hiến theo lý ứng lưu hắn một mạng cặn kẽ điều tra lý pháp độ dựa vào lý lẽ biện luận lý pháp độ tiêu hồng y nổi giận chỉ vào bốn phía nói chính ngươi nhìn chung quanh một chút như vậy dưới tình huống như thế nào lưu mã ngô một mạng Giang thần có thể vượt cấp chiến đấu đã là không dễ, người lại vẫn trông chờ hắn có thể thong dong bắt mã ngô. Vô luận như thế nào, đệ tử sát hại trưởng lão cũng là tội lớn, dù cho là chân truyền đệ tử cũng là như thế. Lý pháp độ củi gạo không vào, nói bổ sung, còn nữa, cử phong chủ cũng đừng quên, mã ngô cùng đan cổ tháp, chấm ngoặc kép, im miệng, người dám cầm đan cổ tháp tới áp ta, tiêu hồng y lạnh giọng dự định, khí tức bộc phát không tốt. Lý pháp độ liền sợ. Sư muội Hà Tất Sinh khí, Lý Pháp Độ cũng là vì tông môn làm việc, một đạo bóng xanh tới, chính là trưởng môn Cố Trường Thanh. Có trưởng môn nâng đỡ, Lý Pháp Độ lần nữa thẳng sống lưng, chắp tay nói, "Trưởng môn, việc này quỷ gì, Giang thần lại từ trước đến giờ cùng Mã Ngô bất hòa, ta suy đoán." Chấm ngoặc kép, "Mọi thứ muốn có chứng cứ, không thể chỉ dựa vào suy đoán." Cố Trường Thanh đưa tay cắt ngang, cười nói, thái thượng đại trưởng lão lời nói lời nói còn văng vẳng bên tai, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào hỉ ác tàn quấy. Tuân lệnh, ngắn ngủi trầm mặc xuống, lý pháp độ cũng chỉ có thể không còn kiên trì. Về phần giang thần nhục mạ hắn việc này, nguyên bản dựa theo môn quy, khẳng định là muốn bị phạt nhưng giờ phút này tiêu hồng y tại cái này, cầm loại này sai lầm nhỏ đi ra tranh luận, không có bất kỳ ý nghĩa, lý pháp độ cũng không muốn đem tiêu hồng y làm mất lòng cuối cùng hắn cũng đắc tội không nổi lý trưởng lão lời nói nếu là đúng mã ngô vô cớ điên dại lại làm ra loại này việc ác việc này tất có nguyên nhân cố trường thanh chuyển đề tài nhìn về phía tiêu hồng y nói sư muội có lẽ không ngại ta kiểm tra một chút mã ngô thi thể a à. trưởng môn sư huynh xin tùy ý tiêu hồng y vẫn chưa ngăn cản tình huống vừa rồi nàng bảo trì giang thần là thân là sư tôn bản phận nhưng nếu như việc này thật cùng giang thần có quan hệ nàng cũng sẽ không lại làm việc thiên tư khẽ gật đầu phía sau cố trường thanh thân hình hơi động liền xuất hiện tại mã ngô bên thi thể chỉ là nhẹ nhàng một chỉ một cỗ mắt trần có thể thấy linh quang liền do chỉ mà ra chui vào mã ngô thể nội một lát sau thể nội không độc đan tạp chất tồn lưu hoặc là linh hồn bị tổn thương nhưng cũng không ngoại lực sót lại dấu hiệu huống hồ lúc này mã ngô đã chết không cách nào điều tra cuối cùng Cố Trường Thanh cho ra kết luận, mọi người đều là có nhãn giới người, theo mã ngô hành động tới nhìn, đều đã suy đoán ra hẳn là phục dụng nào đó đặc thù độc đan gây nên, nhưng không có độc đan tồn lưu, không thể nghi ngờ lại phủ định cái kết luận này. Phệ tâm mị hồn đan, lý pháp độ nhỏ giọng lầm bầm một câu, có khả năng có thể. Cố trường thanh gật đầu nhưng trung vực có thể luyện chế phệ tâm mị hồn đan chỉ có đan cổ tháp lại nhiều nhất làm tầm thường đan chất như mã ngô thật là phục vệ tâm mị hồn đan vậy cũng chỉ có thể là hoàn mỹ phẩm chất mới có thể điên cuồng như vậy nghe vậy tiêu hồng y thở dài nhẹ nhõm những lời này không thể nghi ngờ không thể nghi ngờ triệt để rũ sạch giang thần cùng việc này quan hệ liền đan cổ tháp đều không thể luyện chế hoàn mỹ vệ tâm mị hồn đan làm sao có khả năng đến từ trong tay giang thần cần biết phong lăng giang gia tuy mạnh lại không tốt đan đảo coi như giang gia có thể theo thượng vực đan sư trong tay mua sắm khả năng luyện chế tác phẩm hoàn mỹ đan dược đan sư chí ít cũng là bát phẩm đan sư trở lên như vậy cấp bậc đan sư thượng vực cũng như phượng mao lân giác muốn mời được như vậy cấp bậc đan sư yêu cầu trả giá thế nhưng giang gia nội tình không thể nghi ngờ mã ngô còn chưa đủ tư cách để giang gia làm như thế huống chi giang gia coi như nguyện ý xuất huyết cũng căn bản mời không đến bởi vì bát phẩm tới bát phẩm bên trên đan sư, cơ bản đều là Hoàng Triều ngự dụng đan sư mà bây giờ giang ra cùng Hoàng Triều quan hệ, thế nhưng rất vi diệu. Chấm, Cố Trường Thanh cùng Lý Pháp Độ hai người, cũng là như thế nghĩ. Có thể coi là như vậy, hai người đối giang thần hoài nghi cũng chưa giảm ít. Cuối cùng sự tình thực tế quá trùng hợp, đầu tiên là mã gia bị đồ, sau đó phong ma lâm mộ bạch, lại chém tới mã ngô một tay. Việc này kinh động tông môn phía sau, Mã Ngô lại vì điên giải bị giết, giết hắn người lại chính là Giang Thần, hết thảy hết thảy, giống như là tại nói cho tất cả mọi người, Giang Thần liền là phía sau màn hắc thủ, nhưng bất đắc dĩ, không chứng cứ, gần nhất tông môn quái sự liên tiếp phát sinh, cha không thể cha, lại đại bộ phận cùng Cửu Phong có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói đến cái này, Cố Trường Thanh nhìn về phía Giang Thần, mỉm cười mà nói, "Giang Thần, ngươi là Cửu Phong đại đệ tử?" có biết một chút mặt mũi biết giang thần trả lời lập tức nghe vậy tất cả mọi người là sững sờ rõ ràng câu trả lời này ngoài dự liệu của tất cả mọi người ô vậy ngươi nói một chút sau màn này hắc thủ là ai cố trường thanh nghiêm chỉnh thần tình nghiêm túc hỏi thăm sau màn này hắc thủ đi chấm ngoặc kép giang thần nhếch mép cười một tiếng chỉ hướng một bên chính là chấp pháp đường trưởng lão lý pháp độ cái gì chấm than lý pháp độ mộng bước hắn khó có thể tin, bao hàm lửa giận nói, giang thần. Người ít tại cái này ngậm máu phun người, người làm ta thật không dám động tới ngươi. Chấm than ngoặc kép, xem đi, giang thần nhún vai, lý trưởng lão đã có tật giật mình, muốn giết người diệt khẩu. Mọi người lần nữa im lặng, lý pháp độ càng bị làm đến một hơi thở không được, suýt nữa bị ngộp thở. Giang thần, không thể hồ ngôn loạn ngữ, tiêu hồng y nhìn không được, sụ mặt, răn dày, sư tôn, đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ giang thần lắc đầu liên tiếp phân tích nói sư tôn ngươi muốn a à, ngũ sư muội cùng nhị sư đệ lần lượt điên giải, lại đều muốn giết mã ngô cái này chứng minh cái gì đương nhiên là chứng minh hai người cùng mã ngô có cừu a à. tuy nói điên dại người hành động không thể dùng lẽ thường suy đoán nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo rõ ràng nhất một điểm liền là như nhìn thấy hại chính mình phong ma kẻ đầu têu hoặc là cừu nhân điên dại liền sẽ tăng thêm như vậy có thể thấy được mã ngô tất cùng sư muội sư đệ điên dại có quan hệ theo cái này tiếp tục tiếp tục nghĩ mã ngô bất quá đan phong một trưởng lão ở đâu ra can đảm độc hại tông môn thiên kiêu lại còn không người phát hiện đáp án rất đơn giản chính là có người sai xử, bao che mà có năng lực bao che lại để mã ngô không lưu lại bất luận cái gì sơ hở người dĩ nhiên chính là chúng ta chấp pháp đường trưởng lão lý pháp độ cái này tịch thoại lọt vào tai cố trường thanh cùng tiêu hồng y đều lâm vào trầm tư mặc dù cảm giác có chút hoang đường nhưng cũng không phải không có chút nào suy luận nhất là theo khương liên nguyệt cùng lâm mộ bạch đều muốn giết mã ngô điểm ấy tới nhìn mã ngô có lẽ thật đúng là cùng hai người điên dại có quan hệ đánh giám chấm than ngoặc kép lý pháp độ gấp phản bác động cơ đây ta vì sao độc hại tông môn thiên kiêu cái này đối ta có chỗ tốt gì còn nữa Mã Ngô đã là ta chỉ hướng bày ra, ta lại vì sao giết hắn, nghe vậy, Giang Thần giả bộ giật mình, khó có thể tin nhìn một chút lý pháp độ, hắn hướng Cố Trường Thanh nói, trưởng môn, lý trưởng lão không đánh mà khai, đã thừa nhận tội của mình. Theo ta thấy, ứng phế tu vi, hủy hắn gân mạch, chịu vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ, linh hồn trấn áp tại sơn môn đại đạo ngàn năm, mỗi ngày bị các đệ tử trà đạp, thoá mà. Ta làm sao không đánh tư tuyển? Cố Trường Thanh còn chưa trả lời, Lý Pháp Độ lần nữa gầm thét. Ta vừa mới chỉ nói là ngươi sai sử mã ngô sát hại sư đệ của ta, sư muội lại không nói ngươi giết mã ngô. Ngươi cái này còn không phải không đánh mà khai, giang thần hỏi ngược lại, a à, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Pháp Độ lại mộng, trong lòng hắn thủy chung cho rằng, tất cả sự tình đều là giang thần làm mã ngô cái chết giống như vậy, bởi vậy, nghe giang thần đem nước bẩn hướng trên người mình hát, hắn tự nhiên sẽ làm cái này liên tưởng ai ngờ, lại lấy giang thần nói, gặp lý pháp độ nghẹn lời, cố trường thanh mở miệng nghi vấn, mã ngô xác suất lớn vì hoàn mỹ phẩm chất vệ tâm mị hồn đan mà chết, loại này cấp bậc đan dược, lý trưởng lão làm sao có thể lấy tới. Đây chỉ là suy đoán mà thôi, giang thần trả lời lập tức trừ bỏ vệ tâm mị hồn đan bên ngoài, mà đảo một chút cấp bậc cao công pháp, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả như thế, nói không chắc lý trưởng lão học tập công pháp ma đảo, hoặc là có ma đảo đồng bọn đây. Nói đến cái này, T, Giang Thần lại hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào lý pháp độ lỗ mũi, hắn biểu tình càng là khó có thể tin, ngươi, ngươi đúng là ma đạo nằm vùng. Chấm than ngoặc kép, mọi người lần nữa im lặng, lý pháp độ càng là trực tiếp muốn chửi má nó, chờ một chút, để ta lại phân tích một chút, Giang Thần biểu tình nghiêm túc, lại lẩm bẩm nói nhỏ, lý trưởng lão là ma đạo nằm vùng. Lại thay mặt chấp trưởng công đường nhiều năm, nhiều lần muốn sát hại ta cái tông môn này hy vọng cái này hẳn là ma đạo âm mưu, tông môn mỗi vị trưởng lão, đều vào tông nhiều năm, lại thông qua tâm cảnh khảo thí. Lý trưởng lão thân phận chân thật là ma tông nằm vùng, giống như vậy. Cái này đủ để chứng minh, tiềm nhập cửu diễn tông ma đạo nằm vùng, tuyệt không phải lý trưởng lão một người. Có người tại thay hắn che chở, mà cái kia yểm hộ người lý trưởng lão, tất ngồi ở vị trí cao, nếu không không cách nào để hắn thông qua tâm cảnh khảo thí, lại thay mặt chấp trưởng công đường, như vậy. Thằng phải là nói. Chấm ngoặc kép, nói xong, giang thần trong mắt trợn to, chậm chậm quay đầu, nhìn về phía một mặt mờ mịt, cố trường thanh, cố trường thanh, chấm hỏi ngoặc kép, nguyên cớ, hắn người trưởng môn này, cũng thành ma đạo nằm vùng. Chấm than, nói hưu nói vượn, cố trường thanh nhíu mày, ta có thể tiếp nhận trường môn cửu diễn tông vị trí là thu được trí ít sáu thành thái thượng trưởng lão ủng hộ. Người lại phân tích đi có phải hay không muốn nói cái này sáu thành thái thượng trưởng lão cũng đều là ma đạo năm vùng, nguyên bản hắn cho là, lời ấy sẽ để Giang Thần thu lại chút ít. Ai biết, hơi sau khi tự hỏi, Giang Thần lại gật đầu một cái, cái này cũng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Sắc mặt, cố trường thanh đen lên, Giang Thần, người đây là cưỡng ép phân tích, đổi trắng thay đen. Không chỉ mưu hại tông môn trưởng lão, trưởng môn, còn tổn hại tông môn đoàn kết. Cử động lần này mới là chân chính ma tông nằm vùng. Lý Pháp Độ thừa cơ mắng to, trưởng môn, Lý trưởng lão lại không đánh mà khai, Giang Thần lần nữa chắp tay, Lý Pháp Độ lại mộng, Cố Trường Thanh im lặng, lười đến tiếp Giang Thần lời nói. Chính giữa nghe tới say xưa Tiêu Hồng Y, lại một mặt hiếu kỳ nói, hắn làm sao không đánh từ tuyển? Hồi sư Tôn, theo Lý trưởng lão nói, cưỡng ép phân tích liền là đổi trắng thay đen, tổn hại tông môn đoàn kết, liền là ma tông nằm vùng vậy hắn đối đệ tử ba lần bốn lượt vu oan không phải là ma đạo nằm vùng biểu hiện giang thần trả lời có đạo lý tiêu hồng y gật đầu ta ngươi lý pháp độ suýt nữa phun ra một cái lão huyết không gãy gọn nửa ngày hắn cuối cùng buông tha đem đầu xoay hướng một bên không còn phản ứng giang thần lúc này lý pháp độ lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười hắn thân là cửu diễn tông chấp pháp đường trưởng lão hà tất tại nơi này cùng giang thần đấu khẩu quả thực làm mất thân phận, trưởng môn, lý trưởng lão tự biết thân phận bạo lộ, đã thôi nói mà chống đỡ. Giang thần âm thanh vang lên lần nữa, lý pháp độ lại là gương mặt co lại, cố trường thanh cũng là vô cùng đau đầu, không biết nên nói cái gì. Tiêu hồng y ngược lại cảm thấy thật thú vị, tuy là nàng cũng không tin giang thần lời nói, nhưng đối lý pháp độ cũng không có hảo cảm, bởi vậy vừa mới mới sẽ mở miệng phối hợp, không khí lập tức trầm mặc xuống, việc này ban lại, chấm ngoặc kép. Quẳng xuống những lời này, Cố Trường Thanh liền chuẩn bị phất tay áo rời đi. Thấy thế, Giang Thần vượt lên trước mở miệng, "Trưởng môn, phần thưởng của ta đây." "Ban thưởng? Ban thưởng gì?" Cố Trường Thanh mở mịt chớp mắt, tự nhiên là cứu Vãn Đan Phong, bảo trì Cửu Diễn Tông danh dự, tiện thể vạch trần lý pháp độ, mã ngô hai người chân diện mục ban thưởng, như vậy lớn công lao, tùy tiện ban thưởng cái tuyệt phẩm linh khí không khuyết điểm a." À. Giang Thần đương nhiên nói Cố Trường Thanh cũng là khóe miệng co lại, tuy là vừa mới giang thần mạnh tách suy luận nửa ngày, nhưng tại hắn mắt giang thần vẫn như cũ là những cái này quái sự kẻ tình nghi. Bây giờ, kẻ tình nghi dĩ nhiên tìm hắn tới muốn thưởng. Hơn nữa mở miệng liền là tuyệt phẩm linh khí, quả thực ý nghĩ háo huyền, nhưng nói đi thì nói lại, việc này theo mặt ngoài tới nhìn. Giang thần hình như thật là có như thế điểm công lao. Thế nào, đường đường trưởng môn cửu diễn tông, có công không thưởng ư? Gặp Cố Trường Thanh chậm chạp không có trả lời, Giang Thần truy vấn. Thường, Cố Trường Thanh cắn răng, theo sau ném đi viên đan dược tới. Tứ phẩm nạp linh đan, đây không phải hạ tứ cảnh tu sĩ đan dược ư? Đây là tầm thường đan chất, tiếp nhận đan dược, Giang Thần một mặt bất mãn, khiến Cố Trường Thanh cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn tất nhiên biết nạp linh đan đối nguyên đan cảnh tu sĩ vô dụng, hoàn toàn muốn ác tâm một phen Giang Thần miệng này không che đậy đệ tử đoán ra chính mình trưởng môn tâm tư, Lý Pháp Độ cũng là đắc ý cười một tiếng. Chỉ có Tiêu Hồng Y bất mãn, lại chuẩn bị nói cái gì? Đường đường trưởng môn cửu diễn tông lại chỉ cầm đến ra loại này thấp kém đan dược ban thưởng đệ tử. Giang thần thở dài một tiếng, đồng tình nói, trưởng môn nếu không ngươi đi giang ra làm cung phụng A, à, sau đó ta bảo kê ngươi, không nói những cái khác, nhưng loại cấp bậc này đan dược tuyệt đối bao no, cố trưởng thanh cảm thấy Hắn dường như cho tông môn mất thể diện. Mấy ngày phía sau, một cỗ khí lãng theo giang thần chỗ tồn tại nhà gỗ xuất hiện, thổi đến bốn phía nhánh cây đong đưa, một lần hành động đột phá tới nhân nguyên cảnh, coi như không tệ. Trong nhà gỗ, giang thần vừa ý cười một tiếng, ngày ấy, bị hắn một trận khiêu khích phía sau, cố trường thanh không thể không lại lấy ra một khỏa nguyên linh đan làm ban thưởng. Nguyên linh đan là ngũ phẩm đan dược, tùy chỉ là thượng thừa phẩm chất nhưng tạp chất ít giang thần vừa vặn có thể dùng tới đột phá sử dụng tại đan dược cùng thiên phú phối hợp phía dưới hắn bất quá tiềm tu mấy ngày liền vượt qua sơ thành hậu kỳ đột phá tới nhân nguyên cảnh nguyên đan bị phế phía trước giang thần là địa nguyên cảnh tu sĩ mặc dù tu vi không tệ nhưng bởi vì căn cơ không đủ nện vững chắc nguyên nhân lực chiến đấu của hắn cũng chỉ cùng cùng cảnh giới tu sĩ ngang hàng mà lần này trọng ngưng nguyên đan lại có cực phẩm linh kiếm, để lực chiến đấu của hắn đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Giang Thần âm thầm phòng trừng, hắn hiện tại lấy nhân nguyên sơ kỳ tu vi, chiến nhân nguyên hậu, kỳ tu sĩ, không có độ khó. Như phối hợp thêm hệ thống chỗ ban thưởng sát chiêu, một thước phá thiên, dù cho là địa nguyên cảnh tu sĩ, cũng sẽ bị hắn trực tiếp chém giết. Thủ đoạn ra hết, tại vận dụng giang gia cho hộ thân lá bài tẩy dưới tình huống, coi như là thiên nguyên cảnh tu sĩ, đánh không được cũng có thể chạy cái này so sánh chín vị trí đầu thế mà nói, cái này đã là bay vọt về chất. Thời khắc này vấn đề là, chấm người khác không biết rõ hắn mạnh bao nhiêu a, à, thân là một cái phản phái, lại vẫn là phản phái đại sư huynh, như vậy sao được? Một phen suy tư phía sau, giang thần gọi ngày bình thường phụ trách chân chạy tiểu đệ, tên này tiểu đệ chính là thân pháp không tệ lưu võ, đại sư huynh, người như thế nào như vậy ưu tú, vừa mới ta tại thật xa liền cảm nhận được ngươi đột phá khí tức, lại là trực tiếp đột phá tới nhân nguyên cảnh. ngươi lại không điệu thấp chút ít, nhưng để đệ tử khác sống thế nào a? À? mới vừa vào cửa, Lưu võ liền cảm khái không thôi, ít vuốt mông ngựa, gần nhất cử phong dường như có truyền ngôn nói lâm mộ bạch nếu là không điên cuồng, ta chắc chắn sẽ bị đánh. Giang thần trực tiếp hỏi, ấy một trận phun ra nuốt vào phía sau, Lưu võ thật lòng đã nói thật có việc này nhưng đều là chút ít lời đàm tiếu thôi đại sư huynh cũng không cần thiết cùng một người điên phân cao thấp ta nghe nói cái kia người điên dường như tìm phong chủ muốn tới vốn phẩm cấp không tệ đao pháp bí tịch gần nhất mấy ngày này chính giữa không biết ngày đêm luyện đây rõ ràng trong mắt hắn giang thần mặc dù đến nhân nguyên cảnh nhưng vẫn cựu không phải địa nguyên cảnh lâm mộ bạch đối thủ tu vi cảnh giới là một mặt trọng điểm là lâm mộ bạch tuy là điên rồi nhưng vẫn có tiên thiên đạo cốt mà tiên thiên đạo cốt luyện đến đao pháp bí tịch tới, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, đối cái này, giang thần chỉ là khinh thường cười một tiếng, ta vốn không ý cùng người điên tính toán, nhưng cái kia lâm mộ bạch khinh người quá đáng. Người hiện tại liền đi cho lâm mộ bạch hạ chiến thư, liền nói ta muốn cùng hắn luận bàn một phen, mà luận bàn địa điểm, liền định tại cửu phong chi đỉnh đài luận bàn, a à, lưu võ trực tiếp choáng váng, hôm sau, cửu diễn tông cửu phong nghị luận ầm ĩ giang thần hướng lâm mộ bạch hạ chiến thư một chuyện tại giang thần mấy tên tiểu đệ tuyên truyền phía dưới cơ hồ bị tất cả cử phong đệ tử chỗ biết cái kia chiến thư càng bị dán tại cử phong chủ điện phía trước bắt mắt nhất vị trí nhìn xong chiến thư phía sau chúng đệ tử đều là không còn gì để nói quả thực quá không muốn mặt người nào không biết điên dại phía trước lâm mộ bạch ba ngày hai đầu bị giang thần đánh hơi một tí liền là nằm trên giường mấy ngày mà điên dại phía sau lâm mộ bạch mặc dù đồng dạng chuyển tới sườn núi nhưng cũng không báo thù chỉ là mỗi ngày tại vách đá luyện đao như vậy dưới tình huống giang thần lại nói lâm mộ bạch khinh người quá đáng đến tột cùng là ai khinh người quá đáng chẳng lẽ trong lòng không điểm bức số ư nguyên bản tất cả mọi người nhất trí cho rằng lần này luận bàn sẽ không có kịch cuối cùng lâm mộ bạch đều điên giải thế nào sẽ phản ứng giang thần còn nữa coi như thật phản ứng lấy tiêu hồng y cái kia không cho phép đồng môn đánh nhau tính cách hẳn là cũng sẽ ngăn lại việc này ai ngờ lâm mộ bạch lại tiếp lấy chiến thư tiêu hồng y khi biết phía sau không chỉ cho phép còn nguyện ý đảm nhiệm trọng tài trong lúc nhất thời cử phong sôi trào các đệ tử vui đến phát khóc chúng trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt đã bao nhiêu năm bọn hắn phán bao nhiêu năm đợi bao nhiêu năm cuối cùng đợi đến chờ đến giang thần muốn bị đánh đây tuyệt đối là giang thần nhập môn phía sau đáng giá nhất đến chúc mừng sự tình theo tu vi bên trên nhìn đại sư huynh tuyệt đối không phải nhị sư huynh đối thủ nhưng đại sư huynh lưng tựa phong lăng giang ra trong tay đổ tốt không ít nhị sư huynh ở phương diện này thua thiệt a à, cao hứng rất nhiều nào đó tên đệ tử cũng không khỏi lo lắng lời vừa nói ra giống như một chậu nước lạnh dội xuống nháy mắt tưới không cửu phong đệ tử trưởng lão nhiệt tình nhưng rất nhanh Tiêu Hồng Y âm thanh vang vọng cửu phong, lần này chân truyền đệ tử ở giữa luận bàn, nặng tại lẫn nhau tăng cao. Bởi vậy, luận bàn thời gian, bất kỳ bên nào không thể phục dụng đan dược, loại trừ vũ khí tùy thân bên ngoài, cũng không được sử dụng cái khác linh khí. Cửu phong các đệ tử còn chưa kịp cao hứng, lại nghe Tiêu Hồng Y nói, quy củ không thể đổi, như đối chính mình không có lòng tin, cho đến luận bàn chính thức bắt đầu phía trước, bất kỳ bên nào đều có thể bỏ quyền. Lần này liền để các đệ tử tâm lại treo lên, cuối cùng nếu là Giang thần thật bỏ quyền, bọn hắn chẳng phải không trò hay nhìn, cũng may sự tình cũng không có phát sinh. Đối với Tiêu Hồng Y sở định phía dưới quy củ, Giang thần chỉ trả lời một câu, muốn chiến, liền chiến, lời này mặc dù nghe lấy cực kỳ bá khí, nhưng chúng đệ tử tổng cảm thấy nơi nào có chút ít không đúng. Chấm, cũng không nghĩ lại, các đệ tử lần nữa biến đến kích động lên. Trạng vạng tối, hồng hà đầy trời, Lúc này khoảng cách luận bàn còn có nửa canh giờ, nhưng cử phong chi đỉnh đài luận bàn bốn phía, liền đã tụ tập lít nhà lít nhít đám người. Tại trong đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy chấp pháp đường cùng cái khác phong đệ tử thân hành. Lý trưởng lão, giang thần biết rõ chính mình không phải lâm mộ bạch đối thủ, nhưng y nguyên muốn hạ chiến thư, hắn sẽ không cũng điên rồi đi. Đài luận bàn phía dưới, một ôm ấp linh kiếm thiếu niên, có chút buồn bực nói. À, nếu là như vậy vậy cũng tốt lý pháp độ hừ lạnh từ xưa người tốt sống không lâu tai họa lưu lại ngàn năm muốn ta nhìn cái kia giang thần nhất định là có âm mưu quỷ kế gì có đạo lý thiếu niên gật đầu mắt lộ kiên nghị quang mang nói giang thần như là một chút tiểu động tác phá hoại quy củ coi như cử phong chủ không trừng phạt hắn ta chấp pháp đường cũng không thể ngồi yên không lý đến ân ta cũng đang có ý này lý pháp độ gật đầu một cái hai người nói chuyện phiếm ở giữa đều tránh ra đều tránh ra, đám người phía sau truyền đến quát lớn thanh âm, Giang Thần tại mấy tên tiểu đệ vây quanh xuống tới, hắn đem hai tay chắp sau lưng, vẫn như cũ là một bộ đồ đen, khóe miệng mang theo bất cần đời nụ cười, nhẹ nhàng nhảy một cái, Giang Thần liền đi tới đài luận bàn bên trên. Đài luận bàn từ gạch đá chế tạo, trải qua tông môn địa hỏa rèn luyện, đại lại rộng lớn. Vòng quanh đài luận bàn đi một vòng, Giang Thần cao giọng mở miệng, cảm tạ các vị tới trước xem ta tư thế oai hùng lời nói không nói nhiều, mỗi người mười mai hạ phẩm linh tinh, nghe vậy, vây xem mọi người nhất thời ăn tĩnh lại. Ý gì, muốn tiền, giang thần, cái này là cửu phong đài luận bàn, cũng không phải là sân khấu kịch. Người đã hạ chiến thư, chúng đệ tử liền có xem tự do. Từ đâu tới thu lấy linh tinh đạo lý, một tên cửu phong trưởng lão đầu tiên lên tiếng, chính xác như vậy, giang thần cũng không nóng giận, gật đầu nói, các ngươi có quan sát tự do, vậy ta cũng có bỏ quyền tự do dù sao liền một câu không cho linh tinh ta liền bỏ quyền mọi người nháy mắt im lặng hư lý pháp độ hư nhẹ một tiếng tự cho là đúng nói cái này giang thần hẳn là biết chính mình không phải là đối thủ trực tiếp bỏ quyền lại mất mặt bởi vậy mới muốn dùng cái này thu lấy linh tinh phương pháp âm thanh lọt vào tai không ít đệ tử đều bừng tỉnh hiểu ra ở trong lòng cảm khái cái này cử phong đại sư huynh thật sự là quá âm hiểm dùng tiền liền dùng tiền a có thể dùng tiền nhìn việc ác bất tận đại sư huynh bị đánh cũng coi như đáng giá. Giấu trong lòng ý nghĩ này, không ít đệ tử đều móc ra linh tinh, ném cho Lưu Võ chờ Giang Thần tiểu đệ, hơi chút do dự phía sau, Lý Pháp Độ cũng lấy ra 10 mai hạ phẩm linh tinh. Ngươi yêu cầu cho 10 mai trung phẩm linh tinh. Thấy thế, Giang Thần lại nói, "Vì sao?" Lý Pháp Độ nhíu mày, "Bởi vì ta cao hứng." Giang Thần đương nhiên nói, "Ngươi có thể không cho, ta bỏ quyền liền thôi." bất quá vừa mới thu tiền nhưng không lùi a à. lý pháp độ kém chút không đem răng cho cắn nát trung phẩm linh tinh cùng hạ phẩm cũng không phải một cái nhận thức đây chính là hắn cái này chấp pháp đường trưởng lão một tháng bổng lộc nhưng không cho hình như lại không được hắn muốn nhìn giang thần bị đánh tâm tình nhưng không thua kém tại trận mỗi người vạn nhất giang thần phá hoại quy củ hắn còn có thể đến đây chất vấn đây trong lòng một phen thiên nhân giao chiến phía sau lý pháp độ tiện tay ném ra mười mai linh tinh cắn giang nói, mười mai trung phẩm linh tinh mua ngươi bị đánh, không thua thiệt. Giang thần cũng không trả lời, chỉ là trợn trắng mắt. Rất nhanh, các tiểu đệ thu đủ tất cả linh tinh, cũng hướng giang thần gật đầu một cái. Khiến giang thần vừa ý cười một tiếng, thân là giang gia con trai độc nhất, hắn cũng không thiếu tiền. Nguyên cớ như vậy, đơn giản là muốn ác tâm một phen người quan sát thôi, nhất là cái kia lý pháp độ. Thời gian trôi qua, đông, một trưởng lão gõ vang đài luận bàn bên cạnh chiêng đồng. Âm thanh rơi xuống, tiêu hồng y phiêu nhiên mà tới, ngồi tại đài luận bàn phía trước ngọc ngồi. Mộ bạch đây, nhìn quanh bốn phía phía sau, nàng dò hỏi, lời ấy, để không ít đệ tử tâm đều treo lên. Bọn hắn giờ phút này mới nhớ tới một cái vấn đề quan trọng. Lâm mộ bạch, điên giải A, sao có thể trông chờ một cái điên giải người đúng hạn trình diện tỉ thí đây? hôm nay nếu là lâm mộ bạch không đến bọn hắn không chỉ nhìn không tới chờ mong đã lâu giang thần bị đánh tràng diện chi kia giao linh thạch cũng đổ xuống sông xuống biển a à, đều cút đi một đạo ác thanh bỗng nhiên vang lên mọi người nhìn lại đều là trong lòng buông lỏng người tới chính là lâm mộ bạch mặc dù vẫn như cũ là một bộ dã nhân ăn mặc nhưng theo cái kia như đao tràn đầy sắc bén khí tức tới nhìn rõ ràng thực lực lại có chỗ tinh tiến nhị sư huynh ta ủng hộ ngươi biểu dương chính nghĩa vào thời khắc này, đánh đến đại sư huynh răng rơi đầy đất, nhị sư huynh, đánh lật đại sư huynh, người chính là cửu phong chân truyền đệ nhất nhân. Chúng ta vì ngươi lớn tiếng khen hay, đám người nháy mắt sôi trào, im miệng, bằng không ta đem các ngươi toàn bộ chặt, lâm mộ bạch bực bội không thôi, ác thanh uy hiếp. Cái này vừa gọi, đám người lần nữa lặng ngắt như tờ. Đại sư huynh thật xoái, chấm than ngoặc kép, một đạo giọng dịu dàng lại bỗng nhiên vang lên lại có người dám ủng hộ Giang thần, quả thực buồn cười, giấu trong lòng ý nghĩ này, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám người phía sau, Khương Liên Nguyệt chính như cùng tiểu mê muội một mặt xúc động, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Các bạn thấy video này thế nào, nhưng mà thấy hay thì để lại một like chia sẻ và đăng ký kênh. Để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng Sen Boss xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo rồi